Chào mọi người ha. Thì cái buổi hôm nay cũng rất là đặc biệt ha. Chắc là mọi người cũng chưa bao giờ mà tham dự một cái buổi giống như vậy ha. Thì nó là cái gọi là một cái phần gọi là đầu tư an toàn cùng với mình. Thì trong cái bài mở đầu này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn những cái kiến thức rất là nền tảng và phương pháp về mặt tâm lý đầu tư và những cái công cụ cơ bản để cho mà những người mới sẽ nói chung là đầu tư nó cảm thấy nó vui vẻ và an toàn hơn ha. Và cái điều quan trọng nhất là mọi người sẽ hiểu rõ những cái gì mà mình nhận định hoặc là mình viết khuyến nghị đầu ngày trong phiên giữa phiên đó, từ đó mình sẽ chủ động hơn nhiều thứ ha. Rồi thì chắc cũng giới thiệu sơ sơ cho mọi người chút. Mình là Lê Phúc Nguyên, thì mình là người làm về nghiên cứu khoa học chứ không phải là làm về kinh tế. Thì khi mà mình có tiến hành đầu tư á thì cũng tiếp cận nó dưới tinh thần là một cái phần khoa học, làm sao mà mình có thể có những cái phương pháp nó mang tính bài bản và mình hiểu rõ bản chất của những cái gì mà mình làm ha. Thì đây là cái buổi mở đầu tiên, thì mình cũng chia sẻ với mọi người những cái gì nó cũng rất là đặc biệt, mà cũng chắc là cũng ít người chia sẻ với mọi người, và từ đó mọi người cũng có thể hiểu rõ hơn về những cái gì mà mình đang gặp mỗi ngày ha. Rồi. Đầu tiên á là khi mà mình đầu tư á, mọi người sẽ cần phải hình dung được là những cái yếu tố gì ảnh hưởng tới cái việc mà giá cổ phiếu nó tăng hay nó giảm đó. Thì về mặt lý thuyết chung á thì nó liên quan tới hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp ha. Doanh nghiệp hoạt động tốt, doanh số bán hàng tốt, lợi nhuận tăng thì thường thường là giá cổ phiếu sẽ tăng, và ngược lại thì giá cổ phiếu nó sẽ giảm khi mà gặp khó khăn hoặc báo cáo kết quả kinh tế kinh doanh yếu. Nó sẽ phụ thuộc vào tin tức và sự kiện thị trường ha. Khi mà các tin tức tích cực về thị trường kinh tế hoặc chính trị á nó ra nhiều á thì là thường thường cổ phiếu nó sẽ tăng, và ngược lại ha. Cái này cả mọi người cũng cũng đã có những cái hiểu biết về cái này. Nó thứ ba là nó sẽ chịu ảnh hưởng của sự biến động của thị trường chung. Khi thị trường chung tăng á thì là nhiều cổ phiếu cũng có thể tăng theo. Thì cái này nó nôm na như là hôm nay á là VN nó âm 20 điểm, thì cái cổ của mình cầm nó có mạnh cách mấy đi nữa thì nó cũng rất là khó mà có khả năng mà nó tăng trần hay tăng mạnh ha. Nó mạnh lắm thì nó, một là nó giảm giảm ít, hai là nó là tham chiếu, nó gọi là luôn luôn có những cái biến động chung với lại cái thị trường chung. Khi mà nhà đầu tư cảm thấy không an toàn nữa thì người ta sẽ bán để rút tiền ra. Đó là yếu tố thứ ba. Yếu tố thứ tư là chính sách lãi suất của ngân hàng trung ương. Thì cái này mọi người cũng đã nghe nó rất nhiều rồi, nó liên quan tới lãi suất. Có nghĩa là nôm na là khi mà lãi suất ngân hàng giảm á thì cái chi phí mà gửi tiết kiệm, gọi là cái tiền lãi tiết kiệm nó không đáng nữa, cho nên là người ta sẽ đem tiền người ta đưa vào trong trong thì trong cổ phiếu, thì do đó là cái làm cho giá cổ phiếu nó tăng lên. Và ngược lại thì đây là những thứ mà nhiều người rất là hay view liên quan tới DXY hoặc là những cái công bố lãi suất Fed của Mỹ. Tại vì Mỹ nó là kinh tế hàng đầu thế giới, cho nên là cái lãi suất của nó sẽ dẫn tới cái sức mạnh yếu của đồng đô, từ đó mà các nước khác nó phải noi theo, phải xem để mà nó làm. Tại vì là các cái hoạt động mà buôn bán, ví dụ như là Việt Nam mình mà bán hàng qua Mỹ thì do đó là mình dùng Việt Nam thì dùng tiền Việt, nhưng mà qua đó thì đổi đồng đô thì tất cả những cái sự thay đổi về tỷ giá nó đều ảnh hưởng hết đó. Cái thứ năm á, nó là liên quan tới cái việc chi cổ tức. Thì cái bản chất ban đầu á, chỗ là bản chất ban đầu á là khi mà cái này có nhiều người cũng 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 hơi hơi thắc mắc không rõ nè. Nghĩa là khi mà một công ty á, một doanh nghiệp họ họ đã bán ra cổ phiếu á, thì cái cổ phiếu nó tăng hay nó giảm thì nó cũng chả ảnh hưởng gì tới cái hoạt động của doanh nghiệp đó hết, chỉ có chiều ngược lại thôi. Có nghĩa là nếu như doanh nghiệp hoạt động tốt thì có thể làm cho giá cổ phiếu tăng chứ không có cái việc là ví dụ như là Vin đi. Hôm nay cổ phiếu nó tăng cao thì cái bản thân pin nó sẽ hoạt động tốt hơn, không có chuyện đó. Tại vì khi mà nó đã phát hành cổ phiếu thì khi đó nó đã có tiền để mà nó kinh doanh rồi ha. Do đó là khi đó thì thông thường ngay từ ban đầu á thì người ta nói là mua cái cổ phiếu của công ty tôi đi, bởi vì là công ty tôi hoạt động tốt lắm, cuối năm sẽ chia cổ tức ha. Do đó là cái việc mà chia cổ tức này cũng có thể làm cho các nhà đầu tư hấp dẫn ha. Đối với anh chị em mình á thì có nghĩa là thường thường là cái cổ phiếu nào mà chia cổ tức bằng tiền á thì mình sẽ cảm thấy nó an tâm hơn là chia bằng cổ phiếu, tại vì lúc đó nó cũng chia nhỏ ra thôi. Thì cái này nó cũng không cần thiết phải đi sâu lắm ha. Rồi tình trạng kinh tế toàn cầu vân vân. Rồi đó, đây là cái ý của mình muốn nói của cái slide này ha. Ví dụ như nhìn mặt của Hương đã thấy là thấy cũng không ưng lắm rồi đó, thấy 1 tí 6 thấy mình thấy cũng hơi mệt mệt rồi đó. Đó chính là cái ý mình muốn nói, như là mình thấy thấy rõ là tất cả các yếu tố mà mình vừa mới kể trên gần như nằm nằm ngoài tầm kiểm soát hết của mình hết.
Thứ nhất á là mình không có biết được là tin tức nào là tin tức mình cần đọc, mình cũng chả biết đọc báo cáo tài chính, mình cũng chả biết cái kinh tế thế giới từ Mỹ rồi từ Nhật rồi giá thép rồi rồi năng lượng nữa, mình không biết, các bạn mình không biết, có nghĩa là đọc từ 1 đến 6 là thấy mình không biết tại sao mình đầu tư cổ phiếu rồi đó, tại vì chả có cái nào mình biết hết, đúng không? À, đó là cái việc đầu tiên mình cần hình dung cho mọi người hiểu là tại sao mà trong phiên hoặc là trong ngày có nhiều người rất là lo lắng về tin tức, tại vì thực ra tại vì mình lo lắng tại vì mình không biết nó thôi, mình không thể kiểm soát được tin tức, mình chả biết tin nào đúng tin nào sai, mình cũng chả biết được là cái công ty nó ví dụ như nói là Novaland mới trúng thầu, mình không biết được là cái mức trúng thầu đó nó là ảnh hưởng như thế nào tới cái lợi nhuận của công ty, đúng không? Giống như hôm bữa mình có gửi lên một cái mà hài hài, biết ai để ý không? Có bằng ca là cũng làm trong Novaland, mới nhắn có bán được 4 căn nhà. Ô, mình nói ủa 4 căn nhà ở Novaland bán 4 căn nhà, ủa đó phải tin tốt không? Bạn hình dung được không, bán 4 căn nhà luôn, ghê thiệt. Ủa, 4 căn nhà mỗi căn 60 mét luôn, kiểu này chắc ngày mai cổ phiếu Novaland tăng trần đó. Và không có xác định được cái gì từ 1 6, hầu như mình không biết gì hết ha. Rồi do đó là mình cần phải biết được là làm sao nếu mình đầu tư theo theo cái kiểu này là chịu rồi đó. Rồi thứ hai nữa là cái giá cổ phiếu mà mình cần quan tâm nó nhiều hơn, đó là quy luật cung cầu ha. Quy luật cung cầu đơn giản là gì? Cung là đại diện cho số lượng cổ phiếu sẵn có để bán. Rồi trên thị trường thì cung tăng có thể đến từ việc đó là công ty phát hành thêm ha. Hoặc là các nhà đầu tư muốn bán, có nghĩa là muốn chốt lời, thì khi đó là lượng cung ra nó sẽ tăng lên ha. Cầu thì ngược lại là gì? Là số lượng cổ phiếu mà nhà đầu tư muốn mua, cầu tăng có đến từ sự quan tâm đối với doanh nghiệp hoặc là đánh theo tin tức vân vân và vân vân. Nó tóm lại đơn giản là gì? Cổ phiếu tăng giá khi cầu lớn hơn cung. Khi cầu lớn hơn cung thì giá sẽ tăng. Nó như thế nào ta? Nó như câu chuyện mà mọi người cũng hay hay nghe, ví dụ như là bây giờ mình ở một cái làng nó có 100 người và có 10 con heo. Ok, cứ mình có cứ cứ, cứ có một cái nhà nuôi 10 con heo thì cứ thịt heo thì ăn đủ cho cái làng 100 người đó. Đó thì giá heo 100.000 một ký. Nhưng mà vì lý do nào đó mà bây giờ một cái làng đó sẽ có thêm 50 người đi vào nữa. Mà 50 người này không có tiền nha. Chứ phải không có tiền. Nhưng mà heo thì cũng chỉ có 10 con thôi. Thì như vậy là cái họ không đủ để bán. Thì không đủ để bán thì người ta sẽ trả nhiều tiền hơn để mà mua heo, do đó là gì, giá thịt heo sẽ tăng lên, có nghĩa là giá tăng khi mà cầu lớn hơn cung ha. Rồi thì như vậy á, là cái cách mà mình tiếp cận á, là nó sẽ hơi khác một xíu, có nghĩa là mình sẽ tiếp cận theo kiểu là phải có tư duy cổ phiếu nó cũng là hàng hóa ha. Cổ phiếu nó cũng là hàng hóa, mà hàng hóa thì để bán được ngoài thị trường á, thì cũng phải đi theo cái quy luật của thị trường, có nghĩa là quy luật của cái việc mà mình bán hàng. Ví dụ như Hương hoặc là bạn nào đó ha, bán mỹ phẩm, ok mình phải lên livestream hoặc là mình phải quảng cáo cho sản phẩm của mình ha, thì đó mình có thể bán được, để làm sao mà cầu nó vào, nó cái cầu đó, có nhu cầu cho người mua họ tăng lên thì từ đó giá cổ phiếu nó sẽ tăng lên. Rồi mọi người nhìn cái ví dụ đây ha, đây là cái ví dụ của cổ phiếu sale ha, mọi người thấy là gì, giá nó tăng, có thể nó tăng ở đây là tới 255%, có nghĩa là 2,5 lần. Như vậy cái việc nó tăng 2,5 lần này nó có ý nghĩa gì? Thì mọi người phải hình dung nè. Mọi người cứ nhớ lại lý do đầu tiên tại sao á, mà mình bỏ tiền ra mình mở tài khoản để tham gia vào thị trường chứng khoán ha. Thì là chính vì những cái case study này. Có nghĩa là gì? Đang ngồi nói chuyện. Mọi người nghe mình nói rõ hết đúng không? Tân em kiểm tra lại cái loa coi sao nha. Nè. Rồi mình quay lại ha, thì mọi người sẽ thấy là gì, lý do mà mình vào 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 tham gia vào thị trường chứng khoán đó, chính là những cái case study này ha. Đang ngồi chơi nói chuyện với bạn, cái mọi người hỏi mày làm sao, như này tao làm ăn khó khăn lắm, công việc nó cũng ổn, mà gửi tiền thì có chút chút có tiền dư, mà gửi ngân hàng không bao nhiêu. Mày coi nè, tao mua con sale nè, đó tao mua con sale này có mới có tháng hả mà tao lời 2,5 lần. Hấp dẫn vậy sao? Này quá hấp dẫn luôn, và như vậy là mình sẽ tham gia vào, bỏ tiền mình đầu tư theo bạn. Thì đây chính là cái quy luật cung cầu, có nghĩa là gì, nó mình nếu mình tư duy cổ phiếu là hàng hóa thì cổ phiếu cũng cần được marketing, nhưng mà nó hay một cái là quá trình marketing của nó không cần phải 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 thuê ai, hay là không cần phải làm gì hết, mà tự động mọi người sẽ hô hào với nhau,
sẽ kháo với nhau là à có những con này nó tăng rất nhanh và như vậy mình vào đó. Mọi người hình dung được không ha? Đó là quy luật cung cầu, là cái mà phần lớn chúng ta đều tham gia vào thị trường chứng khoán là từ đây. Rồi như vậy á, làm sao mình có thể đầu tư an toàn được ha, trong khi á, mà gần như là rất nhiều người ở đây tham gia cái buổi học hôm nay á, là đều trong nhóm ba không rõ. Thứ nhất, mình có nắm được tin đâu, mình chả biết kiếm ở đâu ha? Gọi là tin mà ảnh hưởng tới cổ phiếu của mình rồi hả, chẳng hạn lên kênh 14 kiếm hay là lên đâu ta không biết kênh 14 có nhiều khi có lên Zing hay gì mình tin nó bị khóa rồi, mình chả biết tìm ở đâu hết, rồi nó có cả ngàn tin này, biết tin nào là đúng đúng không? Rồi tiếp theo nữa là bây giờ cái tin đó, khi mình nhận được cái tin đó rồi mình hiểu nó ra làm sao. Giống như hôm bữa ví dụ như Luy Nguyễn có gửi cái tin của Novaland thì cuối cùng là hiểu cái tin nó như thế nào, nó tới mức độ nào đúng không? Mình đâu có biết được là những cái thông số tài chính mình biết vậy đó. Rồi cái không rõ thứ nhất, cái không rõ thứ hai là mình có biết gì về kinh tế đâu. Đây có mấy ai học kinh tế không, học kinh tế hay gì đó, mà thực tế là gì, là dân kinh tế không phải ai đầu tư chứng khoán cũng thành công, dân kinh tế đầu tư chứng khoán vẫn lỗ như thường, vẫn lỗ sắc mặt như thường ha. Có nghĩa là mình không biết gì về kinh tế, vĩ mô mình cũng biết, mà đọc báo cáo tài chính cũng biết luôn. Mà thực ra mà nếu như cũng biết đọc báo cáo tài chính cũng không được, tại sao? Tại vì á, là anh biết đọc báo cáo tài chính là anh phải đọc hết tất cả những con trong cùng một cái ngành đó để mình lựa chọn. Bây giờ thép nó có 10 công ty, chẳng lẽ ngồi bỏ ra đọc báo cáo tài chính của 10 công ty ngồi phân tích, không thể nào được. Rồi mà nếu mà mua cổ thép không cũng không được, mình phải coi thử coi mấy thằng bất động sản ra, bật bất động sản ra 30 công ty lại đọc báo cáo tài chính 30 công ty, nên là chuyện không có luôn, cũng không rõ luôn. Có nghĩa là mình đầu tư mình không có biết được tin, mình cũng không biết gì về kinh tế, cũng không biết gì về về về, về báo cáo tài chính hết. Rồi rồi cái nữa mình không rõ là gì, một cái gì mình không biết hết á, mà nhỏ bạn nó kể là một tuần nó lời 10-20%, đâu có gì xa đâu. Mọi người cũng thấy là mấy cái mà mình share lên, ví dụ như KBC có phải là một tuần lời được 20% không, đúng không? Rõ ràng à, rõ ràng. Ủa cái này thơm quá. Nói chung là mình không rõ mình không rõ mình nói là cái gì, nhưng mà nó rất là hấp dẫn đó. Thì như mình cũng vừa mới nói ha, khi xem cổ phiếu là hàng hóa thì nó cũng cần phải được marketing, nhưng mà cái hay á, là của chứng khoán nó được marketing bằng chính các ví dụ cụ thể, thì đó kéo tiền vào ha. Thì như vậy á, mọi người sẽ nhớ, mọi người nhớ là ngay cái bữa đầu tiên mình tham gia vào thị trường chứng khoán á, mở tài khoản á, thì lúc đó mình đã là FOMO rồi. FOMO nghĩa là gì? FOMO là Fear of Missing Opportunities, có nghĩa là nỗi sợ để mất đi cơ hội ha. Tại sao mình phải gửi ngân hàng mà một năm lời có 10%, trong khi bạn mình một tuần nó lời tới 20%? Mình rất là sợ mất đi những cơ hội đó. Thế là mình tham gia vào ha. Tham gia vào có khó không? Đâu có gì khó đâu, bỏ tiền enter bục cái mua đúng không? Rồi bục cái bán cực kỳ đơn giản, hành động mua và bán là hành động cực kỳ đơn giản trong 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 chứng khoán, được chưa? Đó đó là lý do mà mọi người sẽ hình dung được là gì. Đây mình phải xác định rõ được là cái vị trí của mình là như vậy, mình là những người có ba không rõ đó, những cái gì quan trọng nhất mình đều không biết hết. Như vậy thì mình xác định là mình phải chọn cách nào mà mình để mình thành công ha. Mình có thể thành công cũng hẳn mà mình tồn tại trong thị trường này trước đã ha. Rồi thì khi mà mình phân tích những cái ý như mọi người vừa mới thấy á, thì mình thấy là nó rất là rủi ro ha. Thì tuy nhiên á, là trong cái rủi ro á, nếu như mà mình hiểu rõ được cái vấn đề á, thì nó có thể là cơ hội ha. Tại sao như vậy? Thì đầu tiên á, mọi người sẽ thấy á, là cái thị trường Việt Nam này á, là thị trường cận biên, với hơn là 60% nhà đầu tư là nhỏ lẻ, cũng như là giống như mình á, đều là những người không biết hết ha. Và bởi vì mình không biết cho nên là các hành động mà đầu tư của mình mua hay bán là nó sẽ chịu tác động cực lớn của yếu tố tâm lý. Đó là lý do tại sao mà mọi người sẽ thấy là gì, là rất nhiều broker ví dụ như Lương Việt hoặc là ai cứ nói ủa sao Việt Nam đánh túi vậy, đánh gì mà tào lao vậy, trong khi Mỹ á, Dow Jones thì tăng nè, rồi hả Dow Jones thì tăng rất mạnh nè, rồi rồi Nikkei của Nhật cũng tăng, ở đâu cũng tăng hết, tại sao mình là vậy? Tại vì rất là đơn giản, tại vì ở các những thị trường lớn á, họ phần lớn nó là những cái tổ chức họ 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 đầu tư. Thì khi mà tổ chức họ đầu tư, họ biết rõ hết tất cả những cái vấn đề đó về tin tức hoặc là về tình hình kinh doanh ha. Ví dụ như Apple ra iPhone 15 Pro Max thì từ đó nó dẫn tới doanh số như thế nào là họ tính được hết, họ quy đổ ra được là à cổ phiếu nó sẽ tăng bao nhiêu, từ đó họ
tôi sẽ đầu tư bao nhiêu tiền. Nhưng mà Việt Nam mình không có, Việt Nam mình không có chuyện đó. Đó là lý do tại sao mọi người sẽ thấy rất rõ là gì, cái hôm á, mà DSI á, nó giảm xuống đáy á, thì lập tức á, là mình tăng lên rất là cái VN tăng rất là nhanh. Nhưng khi có các hành động bán thì không biết cần biết lý do gì, cứ nhỏ lẻ cứ bán được, cứ kháo nhau bán đi, sập sụp rồi là nó bán hàng loạt, và như vậy mình tạo ra được một cái trạng thái mà không có giống ai trên thế giới hết. Đó là cái tính đặc sản của cái thị trường Việt Nam. Thì nhiều người ấy, thì chửi nói kỳ, Việt Nam mình đánh mình chả giống ai, rất là tào lao, nhiều người thì chửi. Nhưng mà thực tế là mà nói, nếu như mà mình hiểu được cái đó mà mình khai thác á, thì có thể nó sẽ có lợi cho mình ha. Rồi mọi người sẽ thấy á, là đây là cái tâm lý đầu tư chung của tâm lý chung của rất nhiều người đầu tư, rất nhiều anh chị có ở đây cũng có hay chia sẻ với mình. Có nghĩa là gì? Thứ nhất là mọi người chưa hiểu được mình lời ở đâu ha, mình lời ở đâu, tại sao mà mình có thể lời được từ cổ phiếu, thì mình phải hiểu đầu tiên á, mình lời á, là phải đến từ việc là có người khác bán lỗ. Đó là cái thứ nhất. Còn nếu như mình lời mà không phải vì người khác bán lỗ, thì bởi vì sao? Là bởi vì có rất nhiều người mới mở tài khoản và xuống tiền mua cổ phiếu. Mọi người hình dung được không? Từ lại mình đóng cái cửa lại. Rồi, ví dụ nha. Ví dụ như bây giờ là con đích đang là 25. Và cung với cầu nó cân bằng hết rồi, nó là 25, giá thị trường là 25, cung cầu bán xuống, ai mà bán ra thì có người mua vào và nó cứ cân bằng 25 đó. Có nghĩa là gì? Là không có người bán lỗ. Thì như vậy là tại sao giá cổ phiếu nó tăng được? À, là bởi vì tự nhiên ngày mai có rất nhiều người mới bỏ tiền vào để mua con đít. Thì như vậy là gì? Khi đó họ bắt buộc phải mua với cái giá cao hơn 25, tại vì đâu có ai bán, thì họ phải trả tôi chấp nhận tôi mua 26. Thì như vậy những người đó, những người 26 họ sẽ đồng ý bán ra 26, thì đó giá cổ phiếu nó sẽ từ 25 tăng lên 26 ha. Thì cái đó là mình lời từ đâu, là cái mà mọi người cần phải biết. Một, nếu mà cân bằng cung cầu ha, cùng với một cái khối lượng đó, thì mình chỉ lời khi người khác bán lỗ, hoặc là gì, khi mà rất nhiều tiền đổ vào ha, khi mà rất nhiều tiền mới đổ vào. Và cái đó người ta hay quan tâm tới là cái gì, cái volume là như vậy ha. Rồi, và đây là cái tâm lý chung nè, mà ở đây mọi người ai cũng sẽ thấy nè, cứ khi nào mình mua những con mà ai cũng hô là tăng mạnh á, người ta ví dụ như là con PDR siêu phẩm, hoặc là sell quá mạnh luôn, sell trời volume quá quá good luôn, nó là leader của bất động sản, mà dịp này bất động sản là vô địch, phải mua sell thôi, mua 23 rồi hôm nay nó còn 22.8, cứ mua là nó rớt, cứ mua là nó đỏ, cứ mua xong rồi sau đó chịu không nổi bán lỗ ha. Bán lỗ, ví dụ như là Novaland xuống 15 bán, vừa bán lỗ xong thì nó bật lên 16.5. Đó. Rồi mua kiểu gì cũng sai hết á. Cứ mới mua xong 26 á, thì nó lại rớt xuống 25. Mà bán kiểu gì cũng sai, mới bán xong 26 thì có khi nó lại lên 27. Do đó cái tâm trạng là gì? Lúc nào khi mình đầu tư dùng chứng khoán này, cái tâm lý của mình, cái tâm trạng của mình không có cảm giác, nó đơn giản, nó không có vui vẻ. Nó chịu ảnh hưởng rất nặng nề bởi cái yếu tố tâm lý, bởi vì là gì, mình không có xác định được những cái điểm mà mình cần bán cũng như điểm cần mua. Thì như hôm nay mọi người cũng thấy trên ở room của mình là cách đây câu chuyện về Novaland nhiều ngày đây trở lại đây rồi, là đầu tiên mình nói là mọi người bán để giảm áp lực ở giá 17, đúng chưa? Nhưng mà tới 16.95 thì nhiều người vẫn không bán. Rồi sau đó là một quá trình nó chỉnh, nhiều khi nó xuống 16.1, 16.2 luôn ha. Thì mọi người cũng mong làm sao nó lên 16.5 hay là cái gì đó là rồi mình sẽ bán. Thì hôm nay nó lại tiếp tục nó lên lại 16.95. Nhưng nhiều người lại đặt ở cái giá cao hơn, ví dụ tới 17.5. Tại vì sao? Tại vì lúc đó thị trường nó cảm giác nó quá mạnh, nó quá hưng phấn ha. Và mình lại đặt một cái giá nó cao hơn. Và khi đó nó không đạt được giá đó, và sau đó nó sẽ đạp về. Thì tất cả những cái chuyện đó nó đều làm cho mình có cảm giác là tại mình rồi, mình làm không có đúng rồi, tại mình mà mình mất cơ hội này kia ha. Do đó cái yếu tố tâm lý này nó ảnh hưởng rất là nặng nề. Rồi thì như vậy á, thì qua cái phần phân tích nãy giờ chắc là mọi người cũng đã hình dung được cái vấn đề mà ai cũng gặp phải ha. Thì như vậy á, là mình cần phải lựa chọn một cái phương pháp nào đó nó phù hợp và nó mang tính lâu dài. Mình có thể đầu tư lâu dài, người ta ví dụ như người ta lời 10% thì ok, mình lời chỉ 5% thôi, nhưng mà nó mang tính lâu dài và mình vui vẻ với cái việc đó, mình cảm thấy thoải mái với cái việc đó. Thì cái cách của mình là như thế nào? Có nghĩa là mình cần phải khai thác tính chất nặng tâm lý của nhỏ lẻ,
và từ đó mình tập trung vào những cái công cụ phân tích tâm lý của nhỏ lẻ ha, và từ đó mình có những cái cách đánh mà nó phù hợp thứ nhất với mọi người. Thứ nhất là gì, nó không bị ảnh hưởng bởi tin tức ha. Tin tức như thế nào nữa thì mình vẫn không 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 cần biết, không cần phải biết quá nhiều về tin tức ha. Biết thì cho vui thôi, chứ cũng không cần phải 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 là một người mà suốt ngày đi dò tin ha. Quan trọng là mình mua và mình bán có lý do rõ ràng vì sao mình mua cái con đó ha. Ví dụ như cái con đó mình mua 15, mình nghĩ mình lên 17 mình sẽ bán ha. Nhưng cuối cùng hiện tại nó đang là 14. Tại vì sao? Bởi vì nó lên 17 mình không bán, mà mình nghe người khác nói hãy 18 mới bán. Đó, có nghĩa là cái lý do mình mua 15 bán 17 nó đã bị mất đi rồi. Nó không còn nữa. Thì khi nó là không đúng, nó không đúng cái lý do ban đầu mình mua, thì tất cả những cái gì nó xảy ra sau đó nó sẽ đều không không đúng hết ha. Đó, cái đó là cái thứ hai. Và cái thứ ba nữa là gì? Mình phải xác định là gì? Mình lần theo cái dấu chân của tạo lập thôi. Tạo lập là gì? Là cái người mà điều khiển cái thị trường này á. Thì làm sao mình tìm được những cái phân tích nó mang tính có logic, và từ đó cái xác suất mà mình cược vào á, nó sẽ cao hơn 50-50. Nó có thể là 70-30, 70 thắng và 30 thua. Từ từ đó mình sẽ có thể có được lợi nhuận và mình sẽ tồn tại lâu dài trên thị trường này. Rồi. Đây á, là cái phần á, rất là thuận lợi của thị trường Việt Nam á, bởi vì nó có một cái mối liên hệ giữa cái tâm lý chung với cái cơ hội này cực kỳ chặt chẽ luôn ha. Lúc mà đây ha, có nghĩa là hiện tại là chúng ta đang ở khu khu bên này nè, mọi người còn nhớ ha. Khi mình cảm thấy sợ hãi, tuyệt vọng, hoảng loạn ha, là tức giận á, thì lúc đó là lúc mà mình cần đi huy động vốn để chuẩn bị sẵn tiền. Đến lúc mà thị trường chán nản nhất á, chán nản nhất có nghĩa là nó âm quá mà nó giảm, ngày nào nó cũng giảm sàn á, chán nản cùng cực mà tới 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 cuối cùng á, thì đó là lúc mà mình mua cổ phiếu tốt nhất mà đem lại lợi nhuận cao nhất. Rồi sau đó là tiếp tục là gì, các cái phần sau khi mình vẫn còn niềm tin vẫn chưa có nha, tại bắt đáy mà, bắt đáy nhiều khi nó còn đạp nữa sao, niềm tin vẫn chưa có, vẫn nghi ngờ, thì đó vẫn là cơ hội đầu tư tốt. Khi mình bắt đầu hy vọng thị trường tiếp tục hồi phục, bắt đầu lạc quan, thì khi đó vẫn có khả năng là gì, thị trường tăng. Nhưng lúc mà bắt đầu mình ok, mình quá good rồi, hưng phấn là ủng này, trời ơi tiền kiếm dễ quá, lấy tiền thêm đi, đầu tư mình đập thêm vô, tại vì cái này mình lời quá, ok chúng ta giàu to rồi, thì lúc đó là lúc sẽ bị đạp đó. Thì đây là một cái mà nó chạy cực kỳ đúng ở thị trường Việt Nam luôn ha. Đây, cái này mình ví dụ thật cho mọi người xem ha. Ngày 27 tháng 10, thứ sáu ngày 27 tháng 10 ha, lúc này là buổi sáng ha, thị trường rơi sâu quá em, chị ngạt thở luôn rồi. Chị Quyên mới vô, chị Quyên ha. Đây thì mọi người xem nha, mình lấy đơn giản ngày 27 nè, ngày 27 mua đại ngày 27 đi, mua đại ngày 27 tháng 10 là mua ở đây, là mua cây này ha. Thì tới bây giờ là nó đã tăng 80 điểm, và là ứng với cái điểm tăng của VN là 7,6%, mà 7,6% mà tính ra cổ á, là mỗi cổ mọi người á, nhiều khi á, phải lời 30 tới 40%. Mà cái điểm ngày 27 tháng 10 á, này có phải là lúc mà hoảng loạn, tuyệt vọng không, tức giận không? Và mọi người thấy nè, khi mà nó nằm ở đây, nó có phải là mình mua tại đáy không? Không, không ai mua được ở đáy đó, không ai có thể mua được ở đáy, nhưng đó là những cái lúc mà mình có thể thăm dò, mình có thể mua được một ít ở đây ha. Rất rõ ràng ha mọi người ha. Rồi tiếp tục là ngày 31 tháng 11 ha, chị Quyên ha, thị trường đi tới đâu không biết nữa, Sugar Mill biết có vô học chưa, ai cũng bảo về 800 kinh quá trời luôn, ai cũng thị trường lúc chán nản, thì lúc đó là mình nhắn nè, mọi người bi quan theo mình vẫn là hợp lý và rất tốt, vì thị trường nó đang muốn như thế. Thì mọi người xem đi, đây là ngày 1 tháng 11, 1 tháng 11 là đúng cái ngày của đáy, là lúc mà ai cũng chán nản, và thậm chí mà kêu rớt xuống 800 nè. Thì nếu như mua đại trong cây đó, mua ở đâu cũng được hết đó, thì tới bây giờ là VN đã tăng 100 điểm ha. VN đã tăng 100 điểm, và gần như là lợi nhuận có thể 50-60% là bình thường. Mọi người hình dung được không? Nhưng thực tế không ai mua được ở đáy hết, không ai mua được ở đáy, và cái này mình đã nói với mọi người rất nhiều lần rồi. Rồi ok, cái mà mình trong cái nhịp vừa rồi mà mình rất là thành công, có nghĩa là mình đã xác định cái phiên này là phiên FTD nè,
có nghĩa là cái phiên mà xác nhận dòng tiền nó quay lại và mình đã cho, có nghĩa là mình đã khuyến nghị mọi người mua ở cây này rất là nhiều và lại lợi nhuận rất là cao. Nhưng mọi người cũng biết là ở ngoài thị trường á, là rất nhiều người không có dám xác nhận cái phiên này là phiên FTD, và họ phải đợi những cái dấu hiệu xác nhận đấy là tới ở cây này họ mới mua. Thì có nghĩa là gì, so với cái khuyến nghị ban đầu thì tới cây này họ đã bị mất đi tới gần như là 7% 8% những cái gì mà ngon nhất rồi. Cho nên khi mua ở đây á, là nó cực kỳ rủi ro ha, chứ không phải mua FTD là rủi ro nha, tại vì FTD nó nằm ở đây ha. Rồi, đó là chỉ là một cái phần ví dụ cho mọi người thấy là gì, cái tâm lý nó rất là quan trọng. Và ở đây á, tại sao mình rất muốn á, là tổ chức cái buổi đầu tiên này, bởi vì á là mình có nhắn ở trên 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 group rồi á, nhưng có thể mọi người không có đọc. Thực ra mà nói á, là ở trong group á, là mọi người có thể nói thoải mái tất cả những cái suy nghĩ của mình, đừng nói, nói chung là đừng có dẫn tới những cái việc mà chửi nhau hay là không tôn trọng nhau, không đáng, không cần thiết thôi. Nhưng mà quan điểm của mình như thế nào cứ nói thật, tại vì đó là những cái thông tin cực kỳ tốt để biết được là gì, là cái diễn biến tâm lý chung đang như thế nào, và từ đó mình đoán ra được, mình có thể có được cái cách nhìn nhận cho cái phiên đó ha. Mọi người nhớ phiên sáng nay không? Phiên sáng nay, khi phiên sáng nay á, là câu câu kia hôm qua á, mà nó đóng nến ở đây nó rất là đẹp á. Mình có nhắn lên á, là rất là đẹp ha, rất là đẹp. Và nếu như thị trường chỉ cần tăng 3 điểm tới 5 điểm thôi, có nghĩa là tuần này là mỹ mãn luôn, tuần này là mỹ mãn luôn. Nhưng có điều mà mình không có kịp phản ứng là gì, thị trường lại mở một cái gap up. Có nghĩa là gì, mình chỉ cần có 3-5 điểm là ok rồi, nhưng mà cái việc mà mở gap up dẫn tới cái gì, nó dẫn tới á, là cái quá trình mà đang từ chuyển từ gọi là đang hy vọng, nó chuyển qua hưng phấn quá nhanh, nó chuyển qua hưng phấn quá nhanh. Và khi nó chuyển qua hưng phấn quá nhanh như vậy á, là bắt đầu dẫn tới việc là gì, khi mà hưng phấn rồi tiền FOMO vào rất nhiều trong cái đoạn mà đầu phiên sáng nay á, mọi người thấy đầu phiên sáng nay ai cũng mua, mình cũng mua, mà mọi người cũng mua sai cái CTS 26.3 mà vẫn sai, nhưng mà thực tế là nó không bao nhiêu hết. Người còn nhớ cái diễn biến của sáng nay không? Đó là như vậy đó. Và khi mà có một cái lực đạp mà thực tế nó đạp trụ, đạp vin, nó chả ảnh hưởng gì những cái con của mình lắm, nhưng nó cứ như vậy, mọi người cứ sợ hãi và cứ bán ra. Đó là cái tính đặc sản của cái tâm lý rất là yếu ở thị trường Việt Nam, mà dẫn tới cái việc là nó biên độ dao động của nó theo tin tức, rồi theo FOMO, và theo những cái sợ hãi nó cực kỳ nhanh luôn ha. Và cái đó là chúng ta cần phải hình dung được, đó là một cái mà mình, nó là cái điều khó khăn rủi ro. Nhưng mà khi mình hiểu nó thì mình sẽ tận dụng nó để mà có được cái phương pháp phù hợp với lại mình, để mình đánh được lâu dài ha. Cho nên là đấy là cái việc rất là quan trọng, mọi người nhớ giúp mình là gì, mà ai mới vào hoặc là sao đừng có ngại, cứ cứ cảm thấy suy nghĩ như nào là cứ viết lên, cứ chia sẻ với mọi người ở trên trên group đó, rất là quan trọng luôn, để biết được là gì, à cái tâm lý chung là đang ở đâu, đúng không? Bây giờ mọi người, ví dụ như bây giờ nha, rõ ràng sau cái phiên hôm nay thì không ai có thể là không ai có thể mà lạc quan được hết, không ai có thể lạc quan, và rất nhiều bức tranh xấu đưa ra ha. Rồi lúc đó mình sẽ đặt ra vấn đề là à ok, đây có thể là nó sẽ bị nó test lại MA20 và nó có một cái lực bật cao hơn, ví dụ như vậy. Có thể đó là cơ hội về MA20 này, đó là cơ hội mua. Nhưng thực tế là gì, nếu nó về MA20 này á, thì có ai dám mua nhiều không? Cũng không ai dám mua nhiều hết, chỉ có thể là mua thăm dò một ít thôi. Thì đó là một lần nữa để mà cho mọi người hiểu là tại sao không ai có thể mua được ở đấy, là như vậy. Không ai có thể mua được ở đấy, mà ví dụ như là muốn mua 1.000 cổ thì thực tế ở đấy chỉ mua được 100 cổ là giỏi rồi ha. Cái này là rất là rõ ha, những cái này mà mình chia sẻ với mọi người thực tế là cũng rất là ít mà những ai mà có thể phân tích ra theo cái hướng nó logic như vậy hết. Rồi như vậy á, cái tiếp theo á, như vậy mình sẽ nói cho mọi người biết á, là tại sao á, cách tiếp cận của mình á, là gọi là soi chart và phân tích kỹ thuật ha. Ở đây chắc là rất là nhiều người mới á, đều hình dung, ví dụ như thấy ha, chart thấy con số này, cái này là Fibonacci nè ha, hồi Fibonacci nè, rồi các đường MA là gì, là moving average, đường trung bình trượt ha, nghe nghe cái kiến thức giống như toán ha. Rồi dưới này là cái gì MACD, rồi biến động hội tụ phân kỳ, rồi rất nhiều những con số, rồi 10, 2, 100, 200, nó như là mọi người cảm giác như là toán đúng không? Nhưng thực tế không phải. Cái phân tích kỹ thuật trong chứng khoán á, bản chất nó là công cụ để phân tích tâm lý.
nó là phân tích tâm lý chứ không phải là không có vấn đề gì mà gọi là kỹ thuật như kỹ thuật hóa học hay là kỹ thuật toán gì ở đây á. Nó đơn thuần là tâm lý ha. Ví dụ như Fibonacci là gì? Fibonacci đơn giản là khi mà nó bị đạp xuống càng sâu xuống 0.5 là đạp một nửa thì khả năng hồi nó cao, nó chỉ có vậy thôi. Nhưng mà người ta sẽ viết nó thành là Fibonacci, nghe nó như cảm giác nó gì đó, nó hơi ghê ghê, nó hơi ngầu ngầu xíu, nhưng bản chất mọi người phải hiểu là gì? Phân tích kỹ thuật là phân tích tâm lý, và tất cả những, do đó tất cả những cái gì liên quan tới ảnh hưởng tới tâm lý như là tin tức hay là cái gì á thì thực tế nó đều ảnh hưởng, nó được được nó đều được thể hiện ở trong trong trạc trong một cái kỹ thuật hết, nó không chạy đâu hết á. Bao nhiêu năm rồi đi qua đi lại thì nhìn lại nó vẫn là như vậy, không có gì khác nhau hết. Do đó cái đó là cái mà mọi người cần cần phải hiểu, chứ không chỉ người không hiểu của nói trời giờ này mà còn nói kỹ thuật gì nữa, thực tế nó phải kỹ thuật, nó là tâm lý nha. Tâm lý ví dụ như là cây đỏ là bán, cây xanh là mua, cung cầu nó cân bằng với nhau như thế nào, nó đều là tâm lý hết. Rồi chi tiết thì có nghĩa là phần sau thì mình sẽ có thể nói thêm về 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 cái những cái kỹ thuật ha. Rồi ví dụ nha, ví dụ nè, khi mình soi chạc mình không cần quan tâm có nhiều tin tức. Mọi người còn nhớ ha, ngày 11 tháng 1 Lê Nguyễn có nói về vấn đề Nova Group cổ đông đăng ký bán ra 25 triệu cổ phiếu với mục đích cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu nợ, giao dịch dự kiến thực hiện theo phương pháp khớp lệnh thỏa thuận. Nói chung là nó thẳng ra là những cái chữ này trong này nhiều bạn đâu hiểu nó là gì đâu, không hiểu là gì đó. Lưu Nguyễn còn ghi nè, bác nào còn cổ này em nghĩ nên bán, họ kéo để bán đó, ví dụ như vậy ha. Rồi thì khi đó mình có nói là gì, mình đâu có biết tin tức là gì đâu, những quan tâm tin tức gì hết. Và đây trên chart nó ghi rất rõ ha, đây là hỗ trợ và đây là kháng cự. Nếu xuống như 15 thì mua, còn lên 17 là bán, có vậy thôi. Và rõ ràng là gì, từ hôm 11 tới nay thì rõ ràng là Novaland nó vẫn tăng 7%, đâu có ảnh hưởng gì bởi tin tức đâu. Tại vì sao? Tại vì ở đây mình thấy trạng thái mọi thứ nó đều đều là bình thường hết. Và như vậy là gì, chúng ta không cần quan tâm tới tin tức, thực nó thẳng ra là không cần quan tâm tới tin tức. Rồi cái tiếp theo tương tự như vậy, mọi người còn nhớ mình gửi cho mọi người cái khuyến nghị về sale từ từ rất lâu rồi, ngày 14 tháng 1, mà lúc đó mình có 14 tháng 11 mình có biết gì về cái việc mà sale phát hành thêm, mà thậm chí mình cũng chả rõ được là bản chất của cái việc phát hành thêm là cái gì. Thấy không, mình chỉ thấy đơn giản đây là một cái nền năm nền giá nó xây rất là chặt rồi, thì khi mà nó xuống gần nền năm này và cụ thể là ở giữa những cái đường MA này thì đó là điểm mình cần mua chứ không phải là điểm mình cần bán sợ sệt. Và mọi người thấy không, chỉ cần chỉ với cái phân tích đó mà khi mà mọi người áp dụng vô lời gần như là một một ngày sau một ngày mười mấy phần trăm, 11% sau một ngày, có một cái ví dụ kinh điển mà đâu cần phải nói chi xa đâu ha, đúng 11% sau một ngày mà phần lớn là hàng mọi người có sẵn và người hoàn toàn có thể bán ra đó. Thì cái này mình rõ ràng là gì, mình đâu có biết gì về về tin tức, không hề biết gì về tin tức hết. Và cho nên là mọi người cần phải hình dung, là phải hiểu rất rõ là gì, quá trình mà mình soi chạc mà phân tích kỹ thuật á, bản chất nó là phân tích về tâm lý. Tại sao? Tâm lý nó đơn giản lắm. Cái nền là cái gì, cái nền giá nó đơn giản là vậy ha. Ở đây chắc nhiều anh chị là cũng buôn bán đất bất động sản ha, cái miếng đất đó giá 1 tỷ, sau khi mình mua 1 tỷ bắt đầu mình mới, nói chung là mình làm một cái gì đó rồi có thể nói rồi có thể phân tích rồi hướng đẹp ABCD, mình bán 1 tỷ 3, thì khi nó lên tỷ ba ha, nó lên tỷ ba thì nó không thể nào mà ngày trước ngày 1 ngày 2 mà nó sẽ lên tiếp được là 2 tỷ được hết, mà nó phải tồn tại ở tỷ ba, nó qua rất nhiều đời bán đi bán lại trong vòng 1 năm trời để khi đó người ta quen với cái nền giá nó là 1 tỷ 3. Thì khi cái nền giá nó 1 tỷ 3 nó rất là chặt rồi thì giá nó có giảm cách mấy xuống 1 tỷ 3 thì lúc đó 1 tỷ 3 nó sẽ là hỗ trợ và người ta sẽ không xuống giá thấp hơn 1 tỷ 3 đó. Thì cái này nó cũng tương tự như vậy, đây là một cái nền giá nền năm rồi, có nghĩa là cái nền năm mà có nghĩa là ai nói tới sale rồi đều biết cái giá nó là giá mà cần phải mua vô là 20, là giá 20 22 là giá thơm phải mua rồi. Đó là chỉ là tâm lý bình thường thôi, là giá hời thì cứ xuống, đây là cái lúc mà mình cần mua chứ không phải là cần bán ha. Và kết quả mọi người thấy rất là rõ ràng, và cái này là hoàn toàn là thuần về về soi chart và không có liên quan gì tới tin tức ha. Rồi cái tiếp theo nữa là để mà mọi người, mình cũng nói luôn là để mọi người đầu tư mà nó lâu dài bền vững thì nhiều khi là mình cảm thấy sợ sệt là ở chỗ là gì, mình chưa hiểu rõ về nó. Khi mình chưa hiểu rõ về nó thì mình sẽ rất là sợ sệt và lo lắng.
ví dụ như mọi người hay nói về tạo lập hay là và lái là như thế nào, thì thực tế là tạo lập và lái là hai cái rất là khác nhau. Thì tạo lập giống như người để tạo cung cấp thanh khoản cho thị trường, nhiều khi thanh khoản nó eo uột quá thì họ sẽ tham gia vào để cho thanh khoản nó ok hơn, giống như có sức sống để mà cái thị trường nó có thể vận động được. Mọi người còn nhớ cái đợt mà nó đạp xuống 1100, Lương Việt ngồi nói live, giờ chỉ có chờ tạo lập vào cứu thôi. Có nghĩa là gì, họ tạo lập lúc đó là thanh khoản nó mất hết, không còn hoạt động gì hết, giá nó chỉ có rớt thôi. Thì khi đó là gì, à tạo lập có thể vào để mà tăng cái volume lên cho người ta, cho mọi người tham gia lại, vân vân là như vậy. Còn lái là gì, lái đơn giản á, là người ta sẽ dùng các kỹ thuật. Có thể phần lớn á, đã nói tới lái là kỹ thuật nó không có đúng luật, nó không có đúng luật để đẩy giá cổ phiếu lên hoặc là đạp giá cổ phiếu xuống nhằm đem lại lợi ích cho họ. Cái này rất là quan trọng, cái này chắc không mọi người chưa hình dung được, nó ai có thể chưa hình dung được ở đâu có nói về cái việc này. Bản chất là gì, tại sao mình nói mọi người đừng chơi penny, đừng chơi mấy con nhỏ, tại sao? Tại vì những con nhỏ là gì, ví dụ như ha, giá nó đang là 7, giá đang là 7, cái kêu ông em lên đặt giá trần, đặt gọi là bán giá trần, thì cả cái con này chả có thanh khoản, chả ai chơi, thì có người đặt bán giá trần đúng không, rồi mình vào đặt mua với giá trần, thì như vậy đá nó đang giá nó đang là 7, thì như vậy có một cái lệnh khớp ở cái giá trần, như vậy là gì, nó không cùng ở giữa 7 với trần, không có ai đó là bùng một phát là cổ phiếu nó tăng trần đó, nó gọi là lái, được không mọi người đó. Tuy nhiên có ví dụ của lái nữa này ha, chẳng hạn như một công ty dược phẩm, thì ngày mai á, là sẽ công bố báo chí về việc ra được một loại thuốc, ví dụ như là vaccine ngừa covid đi, thì cái việc đó nó sẽ dẫn tới là kết quả, dẫn tới là kỳ vọng của nó rất là cao và giá cổ phiếu tăng. Thì ngày mai người ta ra tin đó đúng không, thì ngày mai ra tin nhưng mà hôm nay á, lại báo cái tin đó cho một nhóm người, và cái nhóm người đó họ đánh giá cái tin này là tin hot, họ bỏ một đống tiền ra họ mua cổ phiếu giá MP, nói chung là giá trần hay gì, ngay hôm đó họ mua bằng bao nhiêu cổ phiếu họ mua hết đó, cung bao nhiêu họ mua hết, thì ngày mai ra tin, tin xong một cái là giá cổ phiếu tăng lên và họ bán lời, đó là lái, và đó là lái phạm luật ha, và họ sẽ bị bắt, đơn giản là vậy. Tuy nhiên nếu như mà họ gom hết đó vô rồi tin ra ha, tin ra rồi công bố báo chí quá trời luôn, nhưng mà có hai ba người vô chích thử xong chết rồi xong tin xịt, như vậy là tất cả những người mua trước lỗ thì không sao, lại không phạm luật. Có nghĩa là quá trình phạm luật á là chỉ nó chỉ xảy ra nếu như mình đem lợi thôi, còn nếu như lỗ chịu không vấn đề gì hết đó. Đó đó là những cái mà gọi là liên quan tới tới lái ha. Thì nếu như cho đó là tại sao mà mình nói mọi người đừng có tham gia vào penny, tại vì là giá của nó sẽ hoàn toàn là do một nhóm người họ điều khiển hết, mình sống hay chết là vì sao mình cũng không thể nào biết được, được chưa? Và đó cũng là một cái gì đó nó không tạo ra được một cái phương pháp giao dịch an toàn và bền vững giúp cho mọi người đầu tư lâu dài được. Có thể là hôm đó mọi người thắng á, hôm đó mọi người thắng một 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 phiên ăn được 10% đó, nhưng mà chúng ta không thể nào lặp lại được cái việc đó trong một thời gian dài, mà giống như kiểu là một lần thắng và 9 lần sẽ thua, do đó mình cứ nói mọi người là phải né những cái penny ra là vậy. Rồi rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu với mọi người là mình sẽ hỗ trợ các bạn như thế nào. Thì mình là người làm nghiên cứu khoa học ha, đây là cái profile khoa học của mình. Thì nếu như mà ai mà trong giới khoa học biết, ví dụ như H index 11 này thì nó tương đương với lại phó giáo sư ở bất cứ nơi nào trên thế giới chứ không phải chỉ Việt Nam. Mình có thể làm với cái chức danh là phó giáo sư ở bất cứ nước nào trên thế giới cũng được. Nên mình người làm nghiên cứu khoa học chứ không phải là về broker. Thì sự khác nhau là thế nào? Bản chất của broker, broker nghĩa là gì? Nghĩa là các tài khoản chứng khoán của mọi người sẽ gắn với vậy một cái ID của broker, và tất cả những cái hoạt động mua và bán của mọi người họ đều được ăn phần trăm. Do đó là những cái khuyến nghị của broker á, là cực thực tế đó mà nói á, là nó không phải là một cái nhận định thuần một chiều được. Bởi vì sao? Cái họ cần là cái tăng thanh khoản mua và bán và từ đó có lợi nhuận cho họ. Do đó mọi người sẽ thấy là không không rất hiếm có broker nào mà nhất quán. Họ sẽ nói A và họ sẽ nói hướng này và luôn luôn thòng hướng ngược lại để làm gì? Để họ có thể tồn tại được lâu dài trên thị trường, người ta không bắt lỗ được, họ nói cái gì cũng đúng hết. Đó là cái thứ nhất. Nhưng mà mình không phải broker, mình là người đầu tư cùng với mọi người. Rồi như vậy mục đích của mình là cái gì?
Mục đích của mình á, là mình muốn á, là có thể đầu tư lâu dài được, có nghĩa là mình có thể tồn tại được ở trong cái thị trường này lâu dài, và khi mà mình về già giống như kiểu chúng ta có một cái nghề vậy. À, và cái việc đó chỉ có thể làm được nếu như á, mà mình những cái khuyến nghị của mình hoặc là mình cùng với mọi người á, mà giải quyết được những cái khó khăn mà nó xảy ra càng ngày càng nhiều, càng ngày càng giải quyết được đó, thì càng ngày mình sẽ càng chắc chắn ha, và cái phương pháp sẽ càng ngày nó càng hoàn thiện. Đó là cái mục đích của mình, đó là để hoàn thiện phương pháp ha. Rồi ngoài ra khi mà mình làm về nghiên cứu khoa học á, và mình cũng có về về kinh doanh á, thì mình luôn luôn biết được một việc á, là cái mô hình thành công luôn luôn độc nhất và duy nhất. Ở đây nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là chắc ở đây rất nhiều bạn ha, đã tham gia vào nhiều room khuyến nghị, nhưng mọi người sẽ thấy là gì, không bao giờ theo được hết, không bao giờ theo được những cái gì mà broker khuyến nghị. Ở đây ví dụ như những bạn mà trong lương Việt thì làm sao mà mua được theo lương Việt, không bao giờ mua được hết. Nên những cái ông khuyến nghị mua không được, thì mình thực tế mình cũng không hiểu hết những cái gì mà ảnh nói, ví dụ như vậy ha. Và thực tế là mà nói, mô hình thành công luôn luôn độc nhất và duy nhất, có nghĩa là gì, là chỉ có bản thân mỗi người mới tìm ra được một cái phương pháp đầu tư phù hợp cho mình và tốt nhất, chứ không có bất kỳ một cái phương pháp nào mà copy and paste mà nó phù hợp với lại cái và ai cũng có thể thắng được hết ha. Cái đó là cái mà mọi người cần cần phải lưu ý ha. Do đó là cái phương pháp của mình đó là nó sẽ được cá nhân hóa và nó phù hợp với cái khẩu vị đầu tư cũng như tính cách của mọi người, từ đó có một cái quá trình đầu tư an toàn và bền vững. Được chưa? Rồi rồi thì giống như hôm nay mình nói ha, phần mở đầu hôm nay là đảm bảo cho mọi người hiểu rõ hết tất cả những cái phân tích và nhận định của mình gửi ở trong room mỗi ngày.